Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Con cóc đã xuất hiện ở gần đây không sai chứ? Ơi, chính là ở gần đây. Con cóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lai lịch của nó lớn lắm. Nhưng mà nói rồi cô cũng không biết đâu. Ơi, lần này gặp phải sẽ không để ngươi chạy nữa đâu. Ồ, Não Nghiêu, chúng ta đi dò đường trước. Được thôi. Tiểu Đông Tây, lúc đầu bồi dưỡng ngươi cả ngàn năm. Còn có yêu vật, ơi, thù ma ghê tởm quá. Nhìn thấy tiên đế uy ôn cũng không tránh ra. Không sao, để ta xử lý nó. Đã xong. Con thù ma này cũng không phải là dã thú cấp thấp. Sao lại chủ động vỗ qua đây vậy? Ơi, tiên đế uy hồn vốn nên có tác dụng trấn áp đối với nó mới đúng chứ. Có thể là thù ma này không phải là muốn công kích, mà là bị truy kích mà thôi. Không còn đường lui lên lại phản kích. Ấy, Lý Thất Dạ là người. Lại gặp mặt rồi, là các người. Bỉ nhân Thanh Huyền của quốc, Thanh Huyền thiên tử. Cửu ngưỡng đại danh của Lý công tử, hôm nay may mà được gặp. Thanh Huyền huynh, cần gì phải khách khí với loại dã nhân này chứ? Lại dám ra tay với con mồi của chúng ta. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Đại sư huynh, là các huynh tự mình để con mồi chạy thoát. Sương Nhan, việc này không trách chúng ta được. Sương Nhan, muội Đường Đường là công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn, sao lại trở thành tùy tùng của tên tiểu quỷ này chứ? Ơi, ra mặt. Đại sư huynh này dày thật đấy, huynh còn có mặt mũi mà chỉ trách bản cung. Ai mà không biết 2 năm nay huynh đều đang làm chó săn của Thanh Huyền cổ quốc cơ chứ? Cô Lý công tử, thù ma này dù gì cũng là con mồi mà chúng ta nhìn thấy trước, mặc dù có chút thất lễ. Nhưng mà quy thuộc của con mồi. Để chúng ta dùng thực lực quyết định thế nào hả? Hừm. Ta thấy vẫn là miễn đi, thù ma này coi như ta giết thay các ngươi là được. Cái này, đây là phong cách của ngươi hả? Còn ngây ra đó làm gì? Chúng ta còn phải lên đường nữa đấy. Lý Thất Dạ, không ngờ rằng ngươi lại là tên nhát chết. Lần này tha cho ngươi một phen. Lần tới đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì lần này ta còn có việc gấp. Nếu không... Chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc vừa rồi, ta lại từ trên người của tiểu quỷ đó cảm nhận được một loại đen ngòm sâu không thấy đáy. Tiểu tử này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là buông lời đe dọa. Nhưng mà nói lại thì có ý kiến, Thánh Huyền huynh, sát dục của huynh cũng không chút che đậy mà phóng ra rồi hả? Ơi, thật khiến người ta tò mò. Lý Thất Dạ, thực lực thật sự của người.